Rồi một căn nhà gọi là một căn shop house đó quý anh chị ạ, à, nằm tại khu Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, với mức giá gọi là đầu tư cực kỳ tốt luôn. Nó nhà nhưng mà quý anh chị gần như là bán đất thôi, bởi vì giá trị này của căn nhà này đang thấp hơn giá thị trường rất là nhiều. Nằm mà gọi là trung tâm thương mại giải trí của Phú Mỹ Hưng, với diện tích đất là xây dựng là 6 x 18.5, 111 m², và căn nhà này được thiết kế là một trệt, một lửng, ba lầu. Hiện tại đang có hợp đồng thuê rất là cao luôn. Hiện tại của căn nhà tuy hơi cũ một tí xíu nhưng mà gọi là rất là hợp với phong cách hiện đại, xây dựng một cái cách gọi là bố trí rất là đẹp luôn. Nên là quý anh chị rất là tiện lợi, gọi là mình chỉ cần sơn phết lại là trở thành một căn nhà mới ha. Hoặc là mình cho thuê thì mình có thể cho thuê ngay luôn. Căn nhà này á, hiện tại á, là pháp lý sổ hồng hoàn công đầy đủ. Nếu quý anh chị mua bán thì có thể là hỗ trợ 70-75% giá trị của căn nhà. Và đặc biệt là với một mức giá này nhưng mà mua bán cho thuê là có thể có cái dòng tiền thu nhập ngay luôn. Quý anh chị cần nhiều thông tin hơn nữa về căn nhà hoặc những sản phẩm của Phú Mỹ Hưng, hãy inbox cho kênh Bất Động Sản Tiềm Năng theo số hotline bên dưới. Phước Sửu sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về khu dân cư này cho quý anh chị, để quý anh chị chọn nơi đây là một nơi đầu tư kinh doanh và sinh lời cao nhất nha. Và hôm nay Phước Sửu sẽ đi chi tiết về khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tọa lạc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến là những khu đô thị sang trọng và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Về vị trí địa lý thì Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị nằm dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, dễ dàng kết nối với khu vực khác qua cầu và kênh rạch tự nhiên. Với sự phát triển vượt bậc, nổi danh là nơi sống của nhất nhiều người thu nhập hiện nay, thì ít ai ngờ rằng 20 năm trước ở đây Phú Mỹ Hưng là một khu dân cư đầm lầy và hoang vu ha. Thì bây giờ là Phước Sửu sẽ chi tiết sơ qua Phú Mỹ Hưng gồm có những khu đô thị nào. Thứ nhất là khu trung tâm có 409 hecta, khu làng đại học khu B có 95 hecta, khu trung tâm kỹ thuật cao khu C 46 hecta, khu trung tâm lưu thông hàng hóa khu D 85 hecta, khu trung tâm lưu thông hàng hóa khu E là 115 hecta. Dân số sinh sống tại khu Phú Mỹ Hưng quận 7 tính đến khoảng 2020-21 tầm khoảng 50.000 người, đặc biệt có tới hơn 50 dân cư tại Phú Mỹ Hưng là người nước ngoài, đa số đến từ nhiều quốc gia như châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Một trong những lý do dẫn đến sức hút của khu đô thị này với khách nước ngoài đó là môi trường sống cực kỳ tiện nghi, hiện đại, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đa dạng phong phú theo hướng đa chức năng, chưa kể còn có nhiều trường học quốc tế và rất nhiều bệnh viện. Hệ thống tiện ích điển hình ở Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phú Mỹ Hưng được phát triển với 8 phân khu chức năng, trong đó có 3 khu tiện ích. Và những cái khu như Phước Sửu kể tên như là trung tâm thương mại tài chính quốc tế nè, khu Crescent Mall, khu y tế điều dưỡng và 5 khu dân cư như là khu văn hóa giải trí, cảnh đồi, khu kênh đào, Midtown, khu dân cư Nam Viên. Mỗi khu vực đều cung cấp những cái tiện ích riêng đảm bảo nhu cầu thiết yếu của khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều dự án có mặt tại Phú Mỹ Hưng và được khách hàng đón chào rất nhiều như Happy Valley, Hưng Phúc Premier, Urban Hill, Midtown Phú Mỹ Hưng. Rất là nhiều khu dân cư lớn ha. Bản đồ đi ăn chơi lại Phú Mỹ Hưng thì rất là thuận tiện, dễ dàng, bởi vì tất cả những cái khu dân cư này thiết kế theo dạng bàn cờ nên là tiện cho việc gọi là mua sắm, giải trí, ăn uống và rất là nhiều tiện ích tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, và sau đây thì mọi người cùng với Phước Sửu bay cam và để cảm nhận những cái gọi là cái tiến độ cực kỳ thần tốc mà 20 năm Phú Mỹ Hưng sau khi hình thành và phát triển trở thành một khu đô thị lớn nhất tại Việt Nam. Rồi, quý anh chị cần thêm những cái thông tin về khu đô thị này, inbox ngay cho Phước Sửu để có nhiều cái thông tin hơn về những cái sản phẩm mua bán ký gửi tại Phú Mỹ Hưng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.